chào tất cả anh em đam mê dòng xe Sibo hai thầy nha. Clip này là anh khách ở Bình Dương luôn mà cũng xa xa tiệm anh Phát. Thấy cái bộ đề mình up lên cũng có lý, cũng hay hay. Rồi tin tưởng là ghé đây cho anh Phát Dĩ An anh gắn bộ đề nha mọi người. Giờ anh Phát đang gỡ dàn áo ra gắn bộ đề. Xe dọn đẹp ơi đẹp, mới tinh. Mình nhìn mấy cái xe mới mới mình khoái lắm, long lanh luôn. Bô gam thì chắc gam lại mọi người, mà đẹp long lanh quá trời đẹp. Xe đi cũng vô đồ chơi rồi nè mọi người. Củi lửa MSD đó, anh này chỉ gắn một cái bộ đề vô thôi nha mọi người, để khỏi đạp mọi người. Mà bên mình yên tâm bảo đảm cho mọi người là gắn vào không ảnh hưởng đến độ nặng của xe, không ảnh hưởng đến tốc độ của xe ha. Giờ anh Phát đang gỡ dàn áo ra rồi gắn bộ đề vô, chút gắn xong rồi mình sẽ bấm test thử cho anh em xem ha. Rồi gắn xong xuôi, 1 phút 30 giây, nhẹ nhàng êm ái. Xe này anh chủ xe vẫn chế cái nút ở dưới cái gầm công tắc nha mọi người đó. Chế cái nút dưới đây thì có chủ xe biết thôi, chứ không nói thì người ta thấy không có móc lóc ha. Không có móc lóc thì chế cái nút nhỏ nhỏ đó thì có mình chủ xe biết thôi. Còn những anh em mà lên thì không biết, cũng như là những chiếc xe zin bình thường ha mọi người. Để anh Phát gắn vô xong rồi bấm đề lên cho mọi người nghe ha. Bộ đề này nó êm lắm, không có tiếng động gì hết. Như là xe điện vậy, bấm nút cái là xe nổ máy à. Mà quan trọng là cái bình xăng nó nhảy nổ đó nha anh em. Chứ bình xăng mà sáng sớm đạp 30-40 cái nó mới nổ ra, bấm hoài nó không nổ là chết luôn nha. Đó vậy chuẩn là bình xăng đồ này nọ phải ok trước cái mới tính tiếp cái vụ gắn đề nha. Xong rồi đi dây điện đuốc lại cho nó gọn gàng sạch sẽ rồi xong nha mọi người. Nói chung là có Donny đóng giày sẵn rồi nên lắp ráp cũng nhanh, canh chỉnh thế mà người thợ đã gắn thường xuyên rồi thì rất là nhanh. Còn không biết gắn thì về nhà anh em mà tự gắn thì nó hơi mò, nó hơi lâu ha, nên tốt nhất là vẫn đưa ra cho thợ, người ta có kỹ thuật tốt hơn người ta sẽ gắn ok nhanh gọn hơn ha mọi người. Rồi gắn dàn áo vô xong rồi câu điện dàn trên đầu nữa là xong nha mọi người. Rồi anh Phát câu dây công tắc cho nó gọn đẹp, giấu dưới cái cùm nút màu đỏ nha mọi người. Nó hơi nổi, muốn chìm chìm thì về chấm sơn, chấm sơn đen lên là chìm luôn mà. Rồi giờ gắn xong rồi gọn gàng sạch sẽ nè mọi người. Giờ anh Phát ảnh bấm đề thử. Bấm một cái là nổ nha mọi người. Không có nghe tiếng động rét 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 gì hết nè. Rồi công tắc thì chế đây. Về chấm chấm sơn màu đen vô nữa là đen tới thui luôn, là khó ai biết ha mọi người. Khi mà không có muốn đề thì vẫn xài giò đạp bình thường nha, không có ảnh hưởng gì hết.
đáp viền áo vô nữa là xong xuôi. Nó không có bị móc bên lốc, không ảnh hưởng đến tạ bên nồi gì hết, nên cái hơi hám rồi của xe là vẫn y nguyên như zin nha mọi người. Không ảnh hưởng đến tốc độ của xe gì hết. Rồi, gắn vào điện đốm vô gọn gàng rồi nha mọi người. Gắn cánh chim nữa, gắn đầu đèn nữa là xong. Chế mà như không chế luôn ha. Giờ xe đang đậu bấm nút cái không gần bung cái giò đạp ra mà vẫn nổ máy, người ta mới hết hồn. Chìa khóa xe đâu ta? Giờ bấm thử một phát. Chìa khóa xe rồi. Cái nhẹ là nó nổ máy nha mọi người. Không có móc lóc, không có đụng chạm gì hết phần máy, phần zin là vẫn ok nha mọi người. Không có sợ mà mất zin, mất cái giá trị của chiếc xe ha. Vẫn xài giò đạp bình thường. Dù như mình không muốn đề thì mình đạp bình thường nha. Nè, giờ mình cũng đạp bình thường nha mọi người. Muốn đề thì đề, muốn đạp thì đạp. Mình chủ xe thì mình đề ha. Còn cho bạn bè mượn thì nó không biết, mình gắn đề cho nó đạp nha mọi người. Đó. Rồi, sản phẩm này bán ra thì có bảo hành cho anh em xài yên tâm mà sử dụng ha. Tại vì mình đã thử, mình test trước rất là nhiều, rất là lâu rồi, và mới tung video ra sản phẩm này đến tay mọi người. Chứ không phải là mới vừa gắn vô cái bụp thành công cái ok rồi đưa video lên rồi cái xịt lụi anh em gỡ ra gỡ vô bảo hành, lúc đó còn mệt còn đuối hơn nữa ha. Mình đã test trên những cung đường xa rồi, thử đường dài, đường gần, đường ngắn rất là lâu rồi. Khi mà đưa video lên là sản phẩm đã được hoàn chỉnh, rất là hoàn chỉnh rồi mới đưa vào sử dụng ha. Rồi anh em nào cần cái bộ đề này thì mạnh dạn liên hệ mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0924 393939 ha, hoặc lại trực tiếp tại tiệm của anh mình Phát Dĩ An nha. Ông sẽ bao gắn cho mọi người luôn. Rồi, bye bye mọi người.